Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời chú Bảy. Xin mời chú Bảy. Dạy tiếng Anh. Tham nghỉ giờ này về văn phòng có người thân cần gặp. Nam mô A Di Đà Phật. Chân như thường tại vực hẳn nhị nguyên, chẳng hề sinh diệt, nhưng vì bản nguyện, người đã mượn hiển thân, vẫn khởi tìm đường bất kể trầm luân. Mình thì đến đã tùy duyên hóa độ, thì lúc đi cũng chẳng ái ngại. Trình nhưng hôm nay, lặng nhìn đôi khi ảnh, chim rủi khi chung của người. Hàng đệ tử đạo Phật khắp nơi chẳng còn biết đâu là lẽ sinh tử thường nhiên, mà chỉ còn là niềm thương tiếc xúc động khôn nguôi trước ân đức cao sâu của sư tổ. Chúng con xin chúng nghe rằng, suốt thế tư duy là vậy, nào quên nhập thế độ sinh, dẫu tuổi già chẳng ngại giống thân, hạnh phổ hiền lợi đời lợi đạo, biết thế sự lắm phen khe khắc, tâm hồn luôn hoan dĩ bao dung. Đến rồi bác thập bát niên chọn kiếp người huy hoàng muôn thuở, lục thập ngũ tuần vinh danh đạo pháp đến ngàn sau. Chỉ với 88 năm tuổi thế, 65 năm phục vụ đạo pháp và chúng sinh, tổ sư đã không ngại những vất vả gian lao mà làm đẹp cho đời, cho nghiêm, cho đạo. Pháp âm được truyền bá khắp nơi, từng lâm khai mở đào tạo thân tài chế giảng thai lan báo Phật ân đức. Nhìn lại chặng hành trình đã đi qua, thật sự ngài đã không hề mỏi mệt mà hết lòng phụng sự hướng dẫn cho đạo pháp và dân tộc. Trên lộ trình ban rải yêu thương tìm về tuệ giác, 88 năm đi qua khỏi về ngủ được, ngài là làn gió thanh lương đã làm dịu mát biết bao tâm hồn đang tối khổ, là dòng sông vượt qua khắc trình để về với kiểm giác yêu thương. Quả thật nước thiền định vừa trong vừa lặng, nhưng với lực nát cả cõi trời, bèn về đất sâu đường trong lý, phá mê lầm chạm đến khoan môn. Qua đó từng lớp từng hàng trẻ tăng người tịch đều được nhìn ông tới độ và hướng đoạn phần pháp lạc, ăn tiến trên con đường tu học giải thoát, tìm về nơi bảo sở chân nhân. Nhưng rồi các sự vô thường thiên không quý dịch, lực sinh diệt đã cuốn đi những pháp hữu vi giả tạm, ngài đã không còn nhiệm vụ trong cuộc đời này nữa. Đây là mộ của Sơn Trung Kỳ chùa Pháp mộ ngài đã ra đi dòng sông không bao giờ trở lại, nhưng tâm hạnh của ngài mãi mãi vẫn còn nhân cháu đến ngàn sau, đàm hoa lạc tứ hưởng như hương. Vậy là hoa văn đã hẳn, diệu giác đã thành, đến giác không văn ngài liền hóa hữu. Vào chuyến bài này của 29 năm về trước, tổ sư đã tụng theo lý tấm của đại ngàn an trường tịch diệt, nhưng những văn viết phải âm ba thì hiểu của người hạ môn đồ hậu ấm của toàn mãi khắc lốt chi tâm, và để bảo lòng tên chính thiết tha của như đó bắt công ân của ngài công an một chứ con những người thì đang có vừa gia nghiệp, nguyện sẽ đốt hết ngọn lửa uy nghiêm mà người đã thắp sáng, lấy tánh pháp hòa qua vũ trụ làm lễ lạc của tình phụng sự chúng sanh, nguyện năng sáng của đức tôn sư làm cho Phật pháp trường lưu thông thông rạng rỡ, để sau đó người hữu được chọn thành thứ vị giải thoát tha lương. Đồng thời buổi lễ báo pháp công minh của ngài đã đề tâm tạo dựng nên chốn tổ già lâm, mà hiện giờ là nơi sử nhân pháp môn tịnh độ, là môi trường của đạo đức của từng người, nơi cư trụ của nhân đồ và cư trú cùng con người như được thăng hoa. Trên tinh thần chi ân và báo ân sao đã ấy, hôm nay ngày 16 tháng 10 năm Quý Dậu, toàn thể đạo tràng chùa Hoàng Pháp đang liên quan trọng tổ chức lễ sử nghiệm lần thứ 29 ngày cố đại lão hòa thượng Ngộ Sơn Tử tổ 28 tạo từ Vương Tịnh.
đó chính là chúng ta cũng lễ hôm nay là một những sư Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Minh Tôn Thượng Đức Tăng Ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi hết từ nay cổ trường đã ngã về tăng xa đời, người ứng trở lại xa đời nhớ thương nhân tình người người kính thương. Bao giờ này chúng con thành kính quy tụ chư tôn hiền đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng đồng chúng sinh tất cả con ni lắng đọng tâm tư Phật thành kính dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ thân ban gia cả của Phật pháp tăng cảm ơn giáo chủ của thầy tổ bổn sư nhất là ơn đức cao dày của cố đại lão hòa thượng ngồi trên tử Phật tôn sư đã có công khai sáng kiến tạo nên môn già lan hoàng tác tăng sư. Đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ân quân sư cao cả của các bậc tiền bối tử tâm an ninh chú sĩ đã vì được quan ngăn cho hòa bình hạnh phúc của môn người. Trước mặt người bắt đầu không đứng đi lên đứng đây thôi được đứng này thôi hàng cả người ta cần khắc để lưu một ngôi sao đánh trên đánh vô ô vốn luôn được mọi con người làm đúng về đây tôi không biết rằng bất cứ người nào người tôi nhìn không biết cha mẹ của mình như thế nào khi làm người ta như mình đã làm để cho chúng tôi chúng con làm đúng chúng tôi làm đại đức em đúng đại đức Thank you.